Thế hồi trước anh thấy nó làm cái này, anh chưa phụ hiểu nó làm cái gì. Chưa thấy rồi à? Cái này mới mở mà. Ừ. Cái này mới mở, mới được hơn một tháng à? Một tháng. Vâng. Năm ngoái chưa có. Cái đây ở Đà Lạt thì đi rồi. Anh tới rồi, cho cháu.